Hello tất cả các anh chị em nha. Mình tên là Thị Ngân, năm nay mình 43 tuổi. Hiện tại mình đang kinh doanh cái dòng sản phẩm của công ty Dạ Thảo Tiên. Thì mình biết đến cái dòng sản phẩm này á, trong cái thời gian dịch bệnh thì gia đình cũng có người bị Covid. Thì được ship Ngọc Thanh Huyền Đức, hiện tại là bây giờ là ship Thị Ngân trong cái hệ thống của công ty Dạ Thảo Tiên. Thì ship giới thiệu cho mình và bán cho mình là tinh dầu trang miệng. Lúc đó mình mua 5 chai để sử dụng cho cả gia đình và cả nhà. Thì thấy nó rất là hiệu quả và rất là công dụng. Nên nó mình quyết tâm trong cái thời gian mình làm công nhân mà. Nên nó cái thời gian mà tạm ngừng việc á, thì đòi hỏi và đã bắt đầu kinh doanh dần cái thời gian đó. Thì thấy nó trong cái thời gian mình sử dụng nó rất là hiệu quả. Nên mình kinh doanh á, mình thấy mình có cái động lực là mà biết đến cái nguồn gốc sản phẩm và sản phẩm rất là tốt, nên mình đã bước vào thời kỳ đầu của kinh doanh. Và đến nay thì hiện tại là mức kinh doanh của mình dao động mỗi tháng mình nhập từ 6 đến 12 triệu. Thì rất cảm ơn sếp Ngọc Thanh Nguyễn cùng sếp Vũ Thị Thanh Hải đã dẫn dắt mình vào hệ thống và kinh doanh cho đến nay. Thì mình đã lớn tuổi rồi nhưng mà mình có truyền lửa đến cho tất cả các anh chị em mình. Thì ai cũng bằng được, từ công nhân nè, nhà bếp sửa nè, nội trợ nè, tất cả các anh em đều có thể hoạt động được, kinh doanh được hết. Thì mình đã lớn tuổi như vậy rồi thì mình cũng rất là muốn được truyền lửa đến tất cả các em gái nhỏ, còn nhỏ trong bước vào cái thời kỳ lao động á, thì chúng ta có thể là kinh doanh được hết nha cả nhà. Bước vào kinh doanh cũng như là học hỏi tất cả các anh chị đi trước.